Lên luôn mấy chị em ơi, mình chuẩn bị dao động thôi. Ở trên đây có cái chùa nè chị hai. Đúng rồi đó. Hồi anh Thảo biết sao không? Hồi xưa á, ở nhà ở quê miền Tây á, là đi lên núi á, đi mấy núi Châu Đốc, núi núi Ông Cấm á, cứ leo từ bậc thang đi lên tới đỉnh á, nó ồ sao khỏe quá, sao khỏe quá. Cứ đi hoài đừng thang mệt. Thế nó thang khỏe. Lên tới trển thở thấy buồn ngồi. Đó em lên tới đây mà em thở muốn chả đó. Giờ đi tiếp nha. Vô hả? Ok. Đi tiếp nha mọi người. Wow, đẹp quá. Tới rồi nè. Em xây qua chừng coi. Đây, tên họ mọi người. Đây, ngồi trên đây yên tĩnh còn rất mát. Cái chùa wow, có cái giếng đó, giếng dạ hoang. Wow, nước chậm quá. Ở đây mát vậy sợ. Giếng này chắc như giếng nước ở trên xuống rồi. Đi xuống là thoải mái lắm. Trời ơi, chắc tuột đường sớm. Để chạy lên. Chúc mình qua thuyền kia là khỏe rồi, mình ngồi thôi. Nhưng mà mình ngắm lăng thắng cảnh. Hả? Mà đó mà là cục đường. Cục đường hả? Hỏi ông này cái. Ủa chú, chạy vô trọng có tham quan được gì nữa không chú? Không chạy, không gập lên, gập xuống. Đạp rồi mắt luôn. Không phải. Chạy vô mát đi. Đi lên đâu nè, alo mày đi lên. Ở đây có gì nữa vậy? Chỗ nghỉ chụp hình. Đó. Đó, mấy cái quầy này. Mấy cái trang trại để cho ta ngồi. Chạy xuống ba. Ôi bển có gì nữa kìa. Để đạp qua luôn. À đúng rồi. Còn gì hết? Hết rồi. Đi mà. Đi nè. Không phải chỗ này vô đâu.
chở vô bên kia, chở vô bên kia kìa, đó góc bên kia đó, cái này đi vô bên trong đây tham quan nữa. Ủa chị tiền anh thả rồi mất tiêu rồi, xe đạp đâu kìa, sao kìa, cấm tắm bắt cá chưa, trời ơi đặt chân là cô lên, cô là cô gái Việt Nam, cô là coi tưởng mà làm cái cô gái Việt cộng vô lên. Hello cô gái Việt Nam ơi, hello em đạp xe giỏi quá đi. Cô gái Việt Nam tóc xanh ơi, này chưa có đi vô, giờ trên đây có cái động với cái chùa nữa nè, đó để dừng ngay chỗ đó hỏi ta coi có gì không, mình đi lên. Hỏi em ở trên đây là cái gì vậy em? Không ta? À phong cảnh. Ở trong đây đẹp như bên kia. Mình mình đi lên. Trên ngôi chùa đó là ai muốn tịnh tâm lên đó, tịnh tâm rất là an lành ha. Còn là về lịch sử thì về để em tìm lại em nói em ghi cho mọi người.